Theo thời gian, năm tháng, cuộc đời của con người, chúng ta trải qua bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây qua đi, dù chúng ta ý thức hay không, ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi qua. Tuổi trẻ như muốn ngày tháng trôi qua mau, trong khi đó tuổi già hình như muốn níu kéo, thời gian ơi, hãy dừng lại. Trong đời sống tinh thần, chúng ta trải nghiệm năm mùa, vọng, Giáng sinh, thường niên, chay và phục sinh. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa xuân của năm phục vụ, mùa vọng hướng tới mùa Giáng sinh. Trong đó, giáo hội và chúng ta mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu, đấng cứu độ nhân loại ra đời. Trong niềm tri ân, cảm tạ, hân hoan, chúng ta hãy cùng nhau tấu lên những khúc nhạc mừng đón nhận lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại. Xin mời anh chị em cùng theo dõi chương trình Thánh ca Giáng sinh sau đây. Chúng ta có những mong đợi, đợi chờ ngày ra trường, chờ người yêu, chờ trời sáng, chờ kết quả thi cử, chờ định cư, chờ đoàn tụ. Chờ đợi nào cũng tạo nên một háo hức, hồi hộp, nôn nóng, bồn chồn, đôi khi thất vọng. Trong đời sống tinh thần, có một mong chờ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Sau khi ông bà A-dông và E-va phạm tội, chống lại tình yêu Thiên Chúa, niềm vui và hạnh phúc thiên đàng với Thiên Chúa bị gián đoạn và Thiên Chúa đã hứa với con người cho một đấng cứu tinh đến để hàn gắn lại sự đổ vỡ của tội lỗi do ông bà gây ra. Lời hứa cứu độ dân Do Thái chờ trong bao ngàn năm đã được thực hiện. Đấng thiên sai Emmanuel đã hạ sinh giữa cánh đồng Bethlehem âm u lạnh giá. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là lời hứa của Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ca sĩ Vasa Diệu Nga diễn tả bài hát bằng tiếng Latin truyền thống O Come Emmanuel, Người ơi hãy đến. Nguyện xin Chúa hãy đến giải thoát dân Ngài trong chốn lửa.
Có những đêm bầu trời vần vũ mây đen sấm sét, mưa gió bão bùng, cây cối gãy đổ, đất trời long lở, nước lũ ngập tràn trái đất. Có những đêm trời đất vang dội tiếng súng, bom đạn kinh hoàng, chết chóc đau thương. Có những đêm lửa cháy không ngừng, thiêu rụi nhà cửa, thiên nhiên khiến bao nhiêu người phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng cũng có một đêm lịch sử, Con Thiên Chúa giáng trần. Đang khi thế nhân ơ hờ trước dựng dưng, trước cảnh cô đơn, nghèo hèn sinh ra của ngôi lời. Nhưng đêm ấy là đêm lịch sử của ơn cứu độ. Đêm đất trời ra hòa, đêm con trời xuống thế, đem con người trở về thiên đàng. Đêm an bình, nhạc sĩ Franz Gruber đã viết lên tâm tình tạ ơn qua bài hát Đêm An Bình, và nhạc sĩ Lê Văn Khoa chuyển lời, được trình bày bởi ca đoàn Các Người Con Khiêm Nhu Của Mẹ do ca trưởng Kim Anh điều khiển. Yeah.
Có những đêm bầu trời, đêm đen âm u thinh lặng, tiếng gió hú rợn rùng, cơn trùng rền vang. Có những đêm trăng sao tinh tú nhảy múa, chuyện trò lung linh. Có một đêm lịch sử cho con người, một ngôi sao uy nghi, sáng ngời, hiện ra giữa bầu trời, loan báo sự Giáng sinh của con Thiên Chúa giáng trần. Con người đã ơ hở không nhận ra, nhưng ba nhà đạo sĩ đã thay cho con người ngủ mê và đã đến thờ lạy đấng cứu thế. Bài hát được viết bởi Adolphe Adam do ca sĩ Phạm Hà trình bày sau đây. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul through the
for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, O hear the angels' voices, O night divine, O night when Christ was born. For the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy. Trong cuộc đời luôn luôn có những điểm lạ xảy ra hay xuất hiện, những tiếng reo mừng ngạc nhiên hay sợ sệt con người bộc lộ. Kia, coi kia, ô kia kia. Con người có nhìn theo lời mời sửng sốt kia hay không? Ba vua chúa đã lặng lặng bỏ qua những dấu chỉ của cuộc đời vì họ chỉ chú tâm bảo vệ ngai vàng, thể chế, quyền lực của họ. Bao nhiêu chính trị gia đã bỏ qua những dấu chỉ trong dư gian kêu gào xây dựng công lý. Bao nhiêu bác học, khoa học, thiên văn không đặt câu hỏi cần thiết khi thấy những dấu lạ cho con người. Ba nhà đạo sĩ thành tâm đã nhận ra và đã khiêm nhường đi theo ngôi sao lạ đến thở lại vua trời đã hạ sinh. Chúng ta hãy theo chân ba nhà vua, đạo sĩ và nhìn lên ánh sao soi dẫn hang đá của ngày nay để tôn thờ Thiên Chúa. Ba linh mục Chu Vinh Quang, Christopher Tuấn Phạm và Nguyễn Văn Tuyên cùng đi thờ kính Chúa Giêsu hài đồng qua bài hát Kìa Trông.
thời sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Bethlehem năm ấy ánh sao chiếu rạng giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điều đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương, ngôi hai Giáng sinh làm người chủ tôi vì lòng xót thương. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khắp chỉ bình minh, vui trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới dâng tôn thờ cất cao lời đi, nói theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn vào lôn tuyết chi. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm. Ai trong chúng ta cũng có một quê hương, một tổ quốc, dân tộc nào cũng có một cội nguồn. Đôi khi vì chủ nghĩa dân tộc độc tôn, con người tham vọng độc tôn nên đã gây nhiều chiến tranh hủy diệt nhau. Vương quốc thiên đàng dành cho mọi người, và ai đã sinh ra làm người thì thuộc về gia đình nhân loại. Trong đêm thành vắng, vua trời đã sinh ra cho nhân loại. Ngài đã không được tiếp đón như một quốc trưởng. Ngài đã bị bỏ rơi ngoài đồng vắng lạnh lẽo. Ngài đã được chiên bò, lừa nhảy mừng, phà hơi ấm. Ngài đã được những vục đồng nghèo nàn nhất định và nhất kính thờ lại Thiên Chúa giáng trần với tiếng tung hô an bình dưới thế cho người thiện tâm của ca đoàn thiên thần. Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm diễn tả cảnh đơn sơ nghèo nàn của vua trời đã hạ sinh qua bài ca Quê hương và Thượng Đế do ca đoàn Các người con khiêm nhu của mẹ do ca trưởng Kim Anh điều khiển.
Vào mùa đông năm ấy, lạnh giá tuyết sương, gió rét giá lạnh, ngôi hai Thiên Chúa Giáng sinh trong cánh đồng hoang vu, trống vắng, nghèo nàn. Cha mẹ Giuse và Maria bị các chủ khách sạn, nhà trọ và đồng bào từ chối, xua đuổi ra khỏi thành phố tưng bừng, hàng quán, tuồn đào, náo nhiệt, đàn ca, múa hát. Các ngài âm thầm lầm lũi đi tìm chuồng chiên, chuồng bò để tránh những cơn gió lạnh cắt da thịt và Thiên Chúa đã hạ sinh. À và kia, các mục đồng được vinh hạnh chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng trước nhất, cùng với những chiên bò lừa của họ vây quanh máng cỏ, thi nhau phả hơi thở ấm cho Chúa Hải Nhi. Trên trời, các thiên thần ca mừng hô lớn, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Những người đồng hương của Chúa đã không nhận thiện tâm khi họ xua đuổi Chúa. Ngày nay, mừng ngày Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy thiện tâm hát mừng Thiên Chúa và mời Chúa Giáng sinh trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong cộng đồng, qua cách sống yêu thương, bình an và nhân từ mà Chúa Hài Đồng mang đến cho nhân loại. Nhạc sĩ Văn Thiều viết bài hát Loài Người Ơi sẽ được do các linh mục Chú Vinh Quang, Christopher Tuấn Phạm và Nguyễn Văn Tuyên đồng ca sau đây. Chúa ở trời
Thế rồi qua bao năm tháng chờ đợi, từ thế kỷ này tới thế kỷ kia, cuối cùng Thiên Chúa Cha vẫn yêu thương nhân loại và trao ban con một của Ngài xuống thế. Đất trời ra hòa, nở hoa ân phúc, tưng bừng hòa ca, thiên thần vang hát. Jingle Bells được diễn tả và được nhạc sĩ James Lord Pierpoint cho các em học sinh trường âm nhạc Huntington Beach trình tấu sau đây.